Có sửa xe đó thì cũng có quen, lần đó thì cũng có cô đó vô cũng mua xe trong cửa hàng, thì mình cũng có xin số làm quen, nhắn tin qua Zalo này kia, gọi mấy lần quen được 2-3 hôm thì có gõ vô uống trà sữa. Xe thì cũng có đặt một số cái, rồi xong khi mình sửa giùm mình cũng biết nhà này kia, xong qua gặp ba thì cũng quen với ba cổ, thì cũng nói chuyện 1-2 câu, xong rồi lãnh lương rủ nhậu. Tài lanh mà, đi qua rủ nhậu mua thùng bia, chiều mình đã báo trước cho chú rồi, nhưng mà chú nói thôi qua đi, nhưng mà không có cho các bạn mà mới quen á là biết. Nhưng mà cuối cùng về chú không nhậu là em buồn. Từ đó là bạn gái giận, thùng bia về, xách thùng bia về làm ngại, đồ mồi về luôn. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, sao chú không giận? Đúng rồi, đúng ra phải để thùng bia để mồi lại. Bố mua mồi gì vậy? Thì bữa đó mua lẩu bò. Lẩu bò gì nữa? Lẩu bò với lại một con gà quay. Gà quay luôn? Dạ. Ui đã ta. Chắc tối đó đem về mình ăn mình luôn hả? Đúng rồi, buồn lắm chị ơi. Buồn lắm hả? Dạ. Rồi mấy cái mà đi vô mà xin số điện thoại rồi rửa xe, sửa xe giùm, rồi xong cái sửa xong cái nhiều đi luôn lắm, em nói chị nhiều lắm, thấy gái là vô liền, chụp liền. Công việc của em thì nó rất là dễ, tại vì bảo trì xe thì mình không phải là cố định như mình đi làm công ty. Tên đô mà không có đô, không có đô. À, đô chỗ nào? Đô chị bự lắm. Không gồng nữa, đô dữ lắm luôn. Ở trong đô lắm, ở trong đô lắm. Nhìn mới biết, ở ngoài nhìn vậy thôi. Đô cỡ nào? Đô thôi, như là... đừng hỏi nó nói thiệt á. Có ai nói em ấy không? Có. Mấy bạn đồng nghiệp của em thì lại nói là mày sao mày, tao thấy mày yếu đuối quá. Mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó đó. Nhưng mà em lại từ chối. Thì khi mà mình từ chối xong thì mình lại mày, tao biết mày chắc là bị rồi. Không mà đi cái đó đó là đi đâu? Đi cái đó đó chị, đó đó. Thôi đừng hỏi nó nói thiệt nữa giờ đó. Thôi thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Em có giới tính thứ ba không? Không. Chắc không? Nếu mày giới tính thứ ba em đâu có tìm bạn gái làm gì. Em ở nhà cho sướng. Trời trời, bạn gái dễ thương. Anh này anh vui tính lắm. Em muốn người yêu của mình là một mẫu hình như thế nào? Cao hơn em, tại là em cao 1m55 mà. Bên đây 56 được không? Cái đó em không biết. Trung thực, thẳng thắn, biết tôn trọng ý kiến của em. Anh này anh trung thực tới mức hỏi gì nói đó luôn á. Nãy giờ nói chuyện em hình dung anh Đô bên đó là một người như thế nào? Ảnh thật thà. Tên Đô thì chắc cũng có hơi đô một tí rồi đó. Không có đâu. Sai luôn. Đừng bao giờ em, đừng bao giờ đánh giá người khác dựa vào cái tên. Bây giờ em không thích điều gì ở đàn ông? Nóng tính với ghen, với gia trưởng. Em sợ gia trưởng lắm. Anh này dễ thương lắm. Em không có gia trưởng. Em có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. Không có đúng không? Rồi tốt rồi. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào nói cho bên kia nghe đi. Ngoại hình bạn gái thì ưa nhìn, dễ thương, cao khoảng 1m50 trở lên là được. Bên đây 55 nữa. Dạ. Em về Cà Mau không? Dạ về. Về nếu người yêu là về đúng không? Hay quá. Dạ. Về sửa xe không? Dạ sửa. À vô sửa xe cho vợ nè, cho ba vợ nè, cho má vợ nè, cho gia đình vợ nè, sửa xe hàng xóm của vợ nè. Vô đó đủ ăn rồi đó. Em hỏi bên đó có hói với hô không anh? Hói không chịu hả? Hói không chịu. Sợ nếu mà sau này mà dạng như hai đứa hợp nhau rồi lấy nhau về á, sợ con mình sanh ra nó hói làm sao? Có những người không hồi lúc đầu có hói, nhưng mà về vợ càm ràm quá hói á. Chứ bây giờ muốn mà hói hay không hói khó đoán lắm. Khó lắm em. Tóc giả là... hói gì người ta lấy mấy gì gọng người ta dán vô đây, xong người ta lấy vợ về ta mở ra lúc đó biết còn mệt. Tóc giả gọi là bây giờ là nó kinh khủng lắm, sao hết. Hói đừng có lo không có tiền hay không thôi. Đúng rồi. Bé gái, hôm nay em đi với ai? Em đi 2 chị với 1 em. Chào chị Năm Thư, chào anh Quyền Linh. Em là chị thứ tư của bé Mai. Nhà em 5 chị em gái. Bữa nay đi lên thì chỉ có 4 chị em lên, còn chị thứ ba ở nhà có công chuyện. Em thấy bạn cũng được. Chào chị ạ. À, bạn có ngại gì Cà Mau ở không bạn? Được. Nếu mà ở đó công việc của anh nó cũng ổn định thì anh sẽ được. Đây chị hỏi chứ không phải là... Bạn không biết uống rượu bia. Mà lúc nãy em nghe nói là khi mà bạn quen cái mối tình thứ hai á, uống ít là bạn... Em xin lỗi là em không hút thuốc, nhưng mà em chỉ có uống ít thôi. Trong cuộc sống thì mình cũng có những giao tiếp bạn bè hay là đồng nghiệp, thì mình sẽ có uống ít, có chừng mực thôi. Chứ không phải là nhậu xỉn tè le tùm lum hết thì em không có. Tè le rồi ha. Bạn mà uống ít, bình thường rượu bé Mai uống 3 lít. Rồi bạn tính làm sao? Chắc em theo em chở bé Mai về quá. Trời ơi, tôi nhầm người em ơi. Để tôi tưởng bên kia không biết uống. Có 3 lít không Mai? Em cao quá, có 1 lít thôi. Thôi. Vậy đô em uống bia em được nhiêu lon?